Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Đỗ Phương Đông ở Trung Tú Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngôi nhà của mình là đã hoàn thành xong. Để mình làm clip này, thứ nhất là để cảm ơn Phong Thủy Minh Tuấn. Cảm ơn Phong Thủy Minh Tuấn đã thời gian suốt từ khi bắt đầu sơ khai cho đến khi hoàn thành ngôi nhà, được Minh Tuấn đồng hành với mình rất là nhiệt tình. Và mình sẽ chia sẻ trong clip này, mình sẽ chia sẻ về vấn đề là chỉ một vấn đề thôi, là tức là động thổ làm nhà. Trước khi xem clip, xin mời các bạn chiêm ngưỡng ngôi nhà mà Minh Tuấn đã khai sơn lập hướng và đã tư vấn cho mình rất là nhiều để được có ngôi nhà hoàn thiện như thế này. Ngôi nhà của mình là ngôi nhà gỗ ba gian, mình xây với mục đích là để ở và có không gian thờ. Nhà mình không gian ở thì ở đằng sau, đất nhà mình dài cho nên là sẽ ở đằng sau phía sau kia. Qua ngôi nhà này đi hông bên kia thì có một cái sân và có một ngôi nhà phụ nữa để ở. Trên này cũng có một khuôn tranh như này để tiếp khách, đôi khi cũng nghỉ ngơi được. Đây là ngôi nhà gỗ ba gian của mình, là mình làm được từ hôm 16 tháng Giêng là động thổ. Bây giờ mời các bạn ngồi đây để mình còn cùng chia sẻ. Là sau khi Minh Tuấn về khảo sát địa khí rồi là đưa ra các phương án để khai sơn lập hướng, thì cái clip đấy thì ở trong bài trước thì các bạn xem, thì các số trước Minh Tuấn đã phát rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái động thổ và bản chất của cái động thổ như thế này. Ngoài cái việc mà Minh Tuấn nói với mọi người là làm nhà không căn cứ về tuổi, tức là ta điều quan trọng nhất là ta có tiền, có tài chính thì ta làm. Đấy là đầu tiên. Thứ hai nữa là động thổ. Động thổ thì Minh Tuấn tư vấn là động thổ sẽ không căn cứ theo tuổi, theo bát trạch hay gì mà tính theo phi tinh. Tức là khi nào mà có cái ngày đấy, giờ đấy, có sao tốt bay đến ở cái vị trí đấy thì ta động thổ. Động thổ thì cũng không nhất thiết là phải chính cái chủ nhà, mà có thể bất kỳ ai động thổ cũng được, hoặc là dùng máy xúc động thổ cũng được. Đấy là một cái bài mà mình đã xem, mình nhớ mãi và mình ngẫm đấy rất là có lý và khoa học. Thì xong ngôi nhà này, sau ngày 16 tháng Giêng, Minh Tuấn chọn ngày chọn giờ cho mình động thổ xong, thì công việc phải nói là cực kỳ hanh thông, chứ không phải đến gọi là hanh thông, nhiều điều rất là bất ngờ mang đến mà lại được được việc cho mình. Đấy, mình lại chia sẻ, tức là ngày 16 tháng Giêng là Minh Tuấn cho chọn ngày chọn giờ chọn vị trí cho mình ở động thổ, thì mình chỉ dùng cái cuốc, mình cuốc lên độ khoảng 30 phân là xong. Thế thì từ khi động thổ cho đến khi hoàn thành ngôi nhà, mình toàn gặp những điều may mắn, kể cả từ thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng như người xưa dạy đấy. Là một ngôi nhà mà đủ yếu tố thuận lợi như thiên thời địa lợi nhân hòa thì rất là hiếm. Mình chỉ kể rất là ngắn gọn thôi, ví dụ như là trong ngày đầu tiên là ngày thắp hương động thổ, thì mấy hôm trước các bạn cứ nhớ ở miền Bắc cái thời tiết những ngày hôm đấy, mấy hôm trước là buổi sáng mưa rất là nhiều. Mình đã chuẩn bị là đến ngày mai là ngày 16 là đi động thổ, thì là phải chuẩn bị cái ô để che khi mình thắp hương nó không bị tắt. Nhưng mà khi mình vào động thổ thì là trời mưa tạnh, không bị mưa nữa. Cái thắp hương xong thì chuẩn bị hóa vàng thì trời lại một lớp rất mưa. Đấy là một điều thuận lợi đầu tiên là mình rất là mừng. Thế đến ngày 17 là ngày máy xúc vào san vườn. Tức là lịch trình của mình là ngày 17 san vườn, ngày 18 là đào móng. Nhưng mà cái hôm đấy rất là vi diệu là như thế này. Có một nhà đã có lịch là ngày 17 là ngày đổ bê tông móng, nhưng mà cái chạm trộn bê tông có vấn đề, thế là họ dừng lại.
thì ông chủ thợ xây mới quay về bên nhà mình là trực 24/24. Thì trong ngày hôm đấy ông ấy điều khiển cho xe, vừa cho máy vừa xúc vừa đào móng cho mình. Vậy như thế là trong một ngày ông ấy làm được hai việc mà mình không bị tốn một ngày nữa và cũng không bị tốn tiền cho một buổi hôm sau để thuê. Đấy là điều đầu tiên là mình vui. Thứ hai nữa là nhà mình làm nhà gỗ thì thợ mộc và thợ lề ăn ý với nhau rất là hợp, tại vì mình đặt cái ngôi nhà gỗ này ở bên Chương Mỹ mà mình ở tận Ứng Hòa. Hai người chủ đấy không biết nhau, chỉ cần gọi cho điện thoại mà họ nói chuyện rất là hài hòa. Tất nhiên là thợ thì người ta chỉ nói các cái về vấn đề chuyên môn người ta hiểu nhau, nhưng vấn đề mình muốn nói rằng là hai ông thợ đấy không biết mặt nhau khi nói chuyện với nhau rất là hài hòa, cứ như là anh em đã quen nhau rồi. Mình chứng kiến như vậy tại mình gọi clip cho mà. Thế xong là đến lúc làm nhà thì thợ xây và thợ mộc tự dưng ai cũng vượt tiến độ. Đấy, thấy cái điều đấy rất là hay. Mà thợ làm nhà, xây nhà của mình hầu như là cứ làm xong cái gì là bắt đầu là mưa, đổ móng xong cũng mưa. Đấy, mình mới kể chuyện một cái điều về bên ông thợ mộc nữa. Tức là ngày mùng 10 tháng Giêng là người ta có lịch là mang mộc đến để dựng, và để đến dựng cho đến ngày 15 là ngày đặt nóc. Thế thì trên đấy không biết có sự thay đổi gì của xưởng thì họ điện xuống là ngày mùng 6 mang xuống dựng. Thì đến ngày mùng 10 là xong và họ đi về, để đến ngày 15 họ lại xuống giúp mình đặt nóc. Thế thì có một điều là trong thời gian chạy tiến độ mà ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 đấy thì là rất là trùng hợp. Vừa ngày mùng 10 xong một phát thì là ở xóm mình có một nhà hàng xóm có việc đột xuất nó xảy ra, thì là sẽ có số lượng người đi lại rồi xe cộ rất là đông. Thì cũng là may là thợ mộc vừa dựng xong thì về, thì là nhà hàng xóm có việc. Nếu như mà theo chương trình ngày mùng 10 xuống dựng mộc thì chắc chắn là sẽ bị trì hoãn vì lý do là giao thông, rồi nhân lực của cái xóm đấy nó có việc, thì là công việc của mình sẽ bị đình trệ. Đấy, thứ hai nữa, đến ngày 15 khi mà mình đặt lóc xong, các bạn thử nhớ cái ngày 15 tháng 2 dư thời tiết rất là bình thường, không có mưa gió hay là không có gì cả. Mấy hôm trước cũng thế, rất là nắng ráo, nhưng mà khi đặt lóc xong thì khi xuống được khoảng 30 phút thì là trời lất phất mưa, gọi là âm ẩm áo. Cái đấy rất là hay. Đấy, đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là bên mộc. Thế bắt đầu mình mới nói chuyện đến bên lợp ngói. Đáng nhẽ bên lợp ngói là ngày 16 họ mới đến, họ mới mang ngói đến để lợp cho nhà mình. Thế nhưng mà ngày 14 họ đã mang đến rồi. Thế thì hôm 14 thì đường thông hè thoáng, họ đã xếp ngói ở công trình này xong xuôi rồi. Thế thì đến ngày 15 ngày 16 thì ở xóm mình lại một nhà khác lại có việc. Nếu như ngày 16 mà theo như lịch của ngói đến thì hôm đấy cũng không thể vào được, tại vì xóm thì chật mà xe thì to. Rất là hay. Xong rồi đến ngày 17 thì thợ ngói đến lợp, thì họ chương trình của họ là 4 ngày lợp xong. Nhưng mà cũng không biết như thế nào mà cái đội thợ ở đấy lại kéo quân về, tăng cường quân về, bảo là cái ngôi chùa ở ngoài Hà Đông đang có một việc phải dừng lại một chút, thì là kéo quân về, thì họ lợp cho nhà mình đúng 2 hôm là xong. Đấy, điều rất là vi diệu là như thế. Và khi lợp ngói xong được mình cũng không nhớ rõ là ngày âm lịch là ngày bao nhiêu, tại vừa xong là mình nói là ngày âm lịch là ngày 17, 18 và dây rất sang rồi tí 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 ngày 19 nữa là lần ngoài xong. Thế thì mình không nhớ là ngày dương lịch là bao nhiêu, nhưng mà độ khoảng một thời gian rất là ngắn thì sẽ là 10 thì độ khoảng 3-4 hôm sau thì phải, tức là vào ngày 15 dương lịch thì trưa hôm đấy mưa một trận mưa rất là to, coi như là rửa ngói. Rất là hay. Thế tiếp tục đến các cái ngày lát lên, rồi là cắt đá, rồi là lát sân xong, thì
Đúng 1-2 hôm sau lại một trận mưa rất là to nữa. Hôm vừa rồi lại một trận mưa rất là to. Mình đang định bảo là hôm nay về rửa sân, rửa xóm để cho sạch sẽ, thì về độ khoảng 15-20 phút thì một trận mưa rào hàng tiếng đồng hồ, bão, gió, bão, coi là sạch sẽ cả sân, cả xóm. Đấy, điều rất là vi diệu đấy. Mình mới nói, muốn nói là cái ngày động thổ nó rất là quan trọng. Minh Tuấn nói rằng là ngày động thổ là ngày quyết định để cho công việc xây dựng có hanh thông hay không, rồi là tất cả mọi thứ thôi có suôn sẻ hay không. Điều mình mừng nữa là trong thời gian xây dựng, thợ và chủ đối với nhau như là khách, là bạn, rất là vui và hài hòa. Ai đến cũng rất là thích làm cho nhà mình, và hàng xóm láng giềng mọi người đi qua ai cũng muốn vào, ai cũng muốn vào ngồi chơi và mừng cho mình. Thế hai nữa là Minh Tuấn có nói là khi kết thúc công việc làm nhà của mình từ ngày 16 tháng giêng cho đến ngày hôm cách đây là ngày mùng 10 tháng 3 là mình đã kết thúc một công trình làm nhà. Thì thợ xây, thợ mộc, thợ ngói, tất cả mọi người thợ không ai bị bất kỳ một vấn đề gì về lao động. Đấy. Kể cả gia chủ cũng thế, rất là hoan hỉ. Mình làm clip này, thứ nhất là mình cảm ơn Phong Thủy Minh Tuấn đã truyền những kiến thức cho mình và để cho mọi người hiểu rằng cái phong thủy rất là gần gũi đến cuộc sống của chúng ta. Phong thủy là khoa học. Không mọi người lên nghiên cứu và học, nghe, đọc nhiều để hiểu, để trang bị kiến thức cho mình trong cuộc sống. Từ ngày mình gặp Phong Thủy Minh Tuấn, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng về trong cái vấn đề là sắp xếp, rồi là bố trí các cái của vật dụng ở trong gia đình. Mình cảm thấy rất là bình thường, nó không đến mức độ như là các thầy dân gian hoặc là các đội phong thủy hoặc là các cái văn phòng phong thủy khác, người ta nói nó mơ hồ, nó cứ đan xen kiểu tí tâm linh, đâm ra mình mọi người làm ra mọi người đâm huyền bí hoặc là ảo, rồi là sinh ra hoảng. Rất là cảm ơn Phong Thủy Minh Tuấn. Xin chào mọi người. Mình sẽ làm các clip tiếp theo để coi như là những cái trải nghiệm, coi như là cái gọi là mình kiểm chứng thực tế để chia sẻ cho mọi người biết rằng đây là đúng, đây là sự thật. Mình và Minh Tuấn không có hàm ý là quảng cáo hay là để nâng cái gì đó của Minh Tuấn lên, mà đây là mình chia sẻ thực đáy lòng của mình. Mình thề không bao giờ mình nói dối tí nào. Xin cảm ơn Minh Tuấn, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.